được đánh giá là loài thiên địch lợi hại của ruộng vườn bởi khả năng khống chế tiêu diệt côn trùng và sâu gây hại, tổ chức tấn công theo bầy đàn. Kiến vàng là nỗi ám ảnh của nhiều loài côn trùng thuộc nhóm bọ xít, dầy mềm, dẹp xác, các loại sâu ăn lá, sâu đục thân cành và các loại sâu đục vỏ trái. Với tập tính ăn thịt, tiêu diệt nhanh chóng con mồi, kiến vàng được mệnh danh là đội quân bảo vệ cây trồng. Từ lâu, kiến vàng đã giúp nông dân bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái trong tự nhiên, trở thành người bạn hữu ích của nhà nông. Những con kiến vàng này đang thưởng thức con mồi. Đây là thành quả do nỗ lực săn mồi của chúng. Tại khu vườn này, kiến vàng được coi là đặc sản. Nhờ có chúng mà sâu hại không có cơ hội gây hại trên cây trồng. Chọn canh tác thân thiện với môi trường, bảo vệ các loài thiên địch, giúp ông Hậu, giám đốc hợp tác xã Nông Trang Vạn Yên tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tiêu diệt sâu hại, góp phần giữ ổn định và tăng năng suất vườn cam. Từ đó cũng giảm chi phí đầu tư do tiết kiệm lượng thuốc trừ sâu, giữ cân bằng hệ sinh thái vườn cây và hạn chế dư lượng của các nhóm thuốc trừ sâu trong các sản phẩm của cây ăn quả. Tổng diện tích thì nhà mình có 10 ha, nhưng trong đó thì nó có khoảng một nửa cái diện tích này là mình đã trồng, nếu mà đến bây giờ nó rơi vào tầm 28 năm. Đấy, thì những cái vườn già như này gần như là mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Trước đây là tôi dùng cái nguồn cá để tôi ngâm ủ, tôi tưới cho vườn cam ấy, thì tôi thấy lượng cá nó nhiều. Cái kiến ở địa phương đấy gọi là kiến bống, nhưng nhiều nơi thì gọi là kiến lửa. Nói tóm lại là tôi thấy nó đến nó ăn cá, thì bắt đầu lúc đấy là tôi có, trước đây là tôi có một cái đường dây điện thoại dài 500 m, là tôi chăng từ ở ngoài đầu ngõ kia vào trong này, chăng cứ từ cây nọ sang cây kia, mà tôi cứ khoảng 10 m thì tôi treo một con cá. Thế là tôi thấy là đây cũng là một cái cách nuôi nó, có khả năng là từ đấy thì nó thấy có nguồn thức ăn, thế là nó cứ đến đấy. Thế mà duy trì đến bây giờ là gần 30 năm rồi mà cái nguồn kiến này nó vẫn ở trong vườn của tôi. Đấy, vì là mình không xử lý thuốc bảo vệ thực vật nên là nó không bị diệt nó đi. Theo ông Hậu, kiến vàng có thể tiêu diệt được các loại sâu bệnh gây hại trên vườn cây có múi như bọ xít, dây mềm, sâu vé bùa, dẹp xác, kiến hôi. Vì vậy, vườn cam có kiến vàng sinh sống thì gần như 100% sẽ không có sâu bọ. Như vậy, người nông dân không phải dùng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật, không tốn công xịt thuốc. Đặc biệt, bằng cách sinh trưởng tự nhiên, không dùng chất hóa học, không bị sâu bệnh gây hại, các loại cây có múi do kiến vàng bảo vệ sẽ cho trái to, mọng nước. Tôi nghĩ là cái vấn đề cái con thiên địch đấy, là con kiến thì nó là cái quân số đông. Một cái tổ kiến có khả năng nó tính hàng vạn, hàng nhiều vạn con ở trong một cái tổ kiến. Thì tôi nghĩ là đây là một trong những cái máy bắt sâu. Vì con kiến này ấy, là nó ăn sâu. Thế vậy thì trên một cây cam hoặc là vườn cam này, tôi nghĩ là trên một cây cam nó chẳng có được bao nhiêu con sâu. Nên là như vậy thì cái số lượng sâu bọ ở trên cây cam này không đủ cho nó để nó tiêu diệt đâu. Nên là tôi thấy là đây cũng là một cái biện pháp rất là tốt. Đấy. Nhiều nơi cũng biết là như thế, nhưng là cũng đã dùng cái kiến để xử lý sâu bệnh rồi. Thế tôi nghĩ là bất cứ có một con sâu bệnh nào ở trên cây thì gần như là kiến nó bắt hết. Bao nhiêu năm rồi nhưng là tôi cũng để ý là ở trên cây cam nhà tôi ấy, là duy nhất nó chỉ có những cái nấm đen, nấm muỗi đen ấy, là cái bệnh sương mai nó xuống ấy, thì cái đấy là kiến nó không xử lý được thôi. Thế còn cái hai nữa là cái con sâu đục thân thì nó ở trong sâu quá thì mình phải xử lý, thế chứ còn để mà kiến thì nó cũng không chui vào, nó bắt được hết toàn diện. Đấy, chứ còn mọi cái sâu khác thì gần như là tôi nhìn thấy trên vườn cũng không có sâu, thì chắc là kiến nó ăn hết rồi. Để bảo vệ các loài thiên địch trong vườn cam, ông Hậu tổ chức canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng tới canh tác hữu cơ. Toàn bộ cỏ dại được ông cắt bằng máy mà không sử dụng các loại thuốc trừ cỏ. Mọi hoạt động chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đều được tuân thủ theo tiêu chuẩn khắt khe. Về bón phân cũng như là cái xử lý sâu bệnh ấy, thì phải tuân thủ theo nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp cho phép. Ví dụ như là các loại thuốc cấm ở trên thị trường là không được dùng. Chỉ được dùng những cái loại sản phẩm nào mà Bộ Nông nghiệp cho phép mấy năm gần đây ấy. Thế còn về cái người dân ấy, là khi chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, thì phải ghi lại toàn bộ cái nhật ký đồng ruộng. Nhật ký đồng ruộng này từ phân bón, thuốc sâu, cách chăm sóc ABC là đều phải ghi lại cái nhật ký đấy, thì mình biết được là cái liều lượng cũng như là cái thời gian chăm sóc nó, và cho từng lô hoặc là từng cái khu vườn. Đấy là một cái nghiêm ngặt. Còn một cái nữa là khi muốn làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, thì cái bước cơ bản ban đầu để mà làm được Việt Gáp thì cái xử lý về cái vấn đề là mẫu nước cũng như là cái mẫu đất là đều phải mang đi phân tích hóa học đấy, thì có được phép
để trồng cái cây ăn quả ở trên cái diện tích đất hay không, và cái nguồn nước để tưới nó có đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn về nguồn nước để tưới tiêu cho nó hay không. Nhờ chăm sóc theo hướng hữu cơ, không phun các loại thuốc hóa học, nên các loài thiên địch trong vườn có môi trường lý tưởng để sinh sống, và chúng quay lại tiêu diệt các loại sâu bảo vệ cây cối. Vàng ở trong vườn cây ăn trái, nhất là cây ăn quả có múi, vườn cam quýt bưởi người ta hay thả vào trong ấy để nó với mục đích là nó ăn những con dẹp rồi những con sâu ăn lá gây hại trên cây ăn quả có múi. Nó là một cái loài mà nó tiêu diệt rất là tốt các loài sâu hại ở trên vườn cây ăn quả có múi, nhất là các loài dẹp, các loài sâu non của con sâu ăn lá như là loài bướm phượng chẳng hạn. Cho nên là người ta rất là quý trọng cái con kiến vàng này. Kiến thợ là nhân tố chính tiêu diệt sâu hại. Một con kiến trưởng thành có kích thước lớn, chiều dài thân từ 5 tới 8mm, chân dài từ 8 đến 10mm, giúp kiến di chuyển nhanh. Giác quan chính xác của kiến là cần anten hay còn gọi là râu đầu. Đây là cơ quan khứu giác, thính giác và xúc giác của kiến. Nhờ vào hai cần anten này mà loài kiến có thể ngửi được mùi trong không khí, kiểm tra thức ăn giao tiếp, xác định phương hướng và tìm kiếm đồng loại. Vũ khí quan trọng nhất của kiến vàng là cặp răng vòng lưỡi hái. Khi cắn con mồi, nọc độc axit formic tiết ra từ răng có tác dụng làm tê liệt con mồi. Đối với vườn cây ăn quả có múi, kiến vàng giúp tiêu diệt dây trồng cánh, là loài côn trùng môi giới chuyển bệnh greening, bệnh vàng lá gân xanh trên cây ăn quả có múi như cam, bưởi. Ong, ruồi ký sinh trên mình sâu vé bùa, thường sinh sôi nảy nở mạnh mẽ, nhưng nếu có kiến vàng, chúng sẽ áp đảo tiêu diệt sâu vé bùa. Đặc biệt, kiến vàng còn khống chế được một loài dịch hại đáng sợ khác ở vườn cây có múi là nhện, nhất là nhện vàng. Nhiều nhà vườn trồng cây có múi đã tiến hành nuôi kiến vàng trong vườn và nhận thấy lượng nhện đã giảm đi rõ rệt. Khi có mặt kiến vàng, sẽ không còn bóng dáng của kiến hôi, là loại kiến đen làm cam, quýt, bưởi, sượng và mất nước. Nếu thiếu kiến vàng, bưởi và cam quýt thường hay bị bọ xít chích hút, làm rụng trái non hoặc dẹp sáp đeo bám, làm cho trái đèo đẹt, chậm lớn. Nhìn chung, kiến vàng có thể tiêu diệt được các loại sâu bệnh gây hại trên vườn cây có múi như bọ xít, dây mềm, sâu vé bùa, dẹp sáp, kiến hôi. Vì vậy, những cây chanh, cây bưởi có kiến vàng sinh sống thì gần như 100% sẽ không có sâu bọ. Như vậy, người nông dân không phải dùng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật, không tốn công xịt thuốc. Điều này mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu tư. Đặc biệt, bằng cách sinh trưởng tự nhiên, không dùng chất hóa học, không bị sâu bệnh gây hại, các loại cây có múi do kiến vàng bảo vệ sẽ cho trái to, mọng nước. Nếu như mà chúng ta không phun thuốc hóa học mà không diệt chết những con này đi, và lúc ban đầu mà mật độ sâu hại của chúng ta nó thấp ấy, thì là hầu như kiến vàng nó điều khiển được số lượng, và chúng ta hầu như không phải phun thuốc hóa học. Đấy là một cái biện pháp mà thả thiên địch vào trong các cái mô hình trồng nông sản hữu cơ, thì để chúng ta không phải sử dụng thuốc hóa học. Và các cái thuốc sinh học thì chúng ta cũng hạn chế đến mức thấp nhất, bởi vì cái loài kiến vàng này nó đã tiêu diệt hết các cái loài sâu hại cho chúng ta, mà có khi chúng ta chỉ còn là phải phòng trừ bệnh hại thôi. Ví dụ như một số những bệnh nấm nó gây hại, hoặc là bệnh vi khuẩn nó gây hại, thì đến lúc ấy chúng ta phải sử dụng thuốc hóa học ít nhất. Và khi mật độ thấp thì chúng ta có thể sử dụng thuốc sinh học. Chúng ta sử dụng thuốc sinh học để điều khiển các loài bệnh hại. Thế còn sâu hại mà kiến vàng nó giúp nó tiêu diệt hết chúng ta rồi, thì chúng ta không phải phun thuốc nữa.
kiến làm việc tập thể, vì thế kiến có thể tiêu diệt những con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần, trung bình có 2 đến 3 con kiến vàng để săn một con dẹp. Một ngày đêm, một con kiến vàng có thể tiêu diệt từ 15 đến 20 con dẹp. Với dây chổng cánh, kiến vàng cắt đứt vòng đời của chúng bằng cách tiêu diệt trứng và ấu trùng còn non. Chúng ta đã biết là ở trong vườn cam chẳng hạn, có rất nhiều loài dẹp, thế rồi loài sâu non của các loài ăn lá, như là sâu non bướm phượng chẳng hạn, thì nó sẽ đi tìm các cái loài này nó ăn. Đấy, nó tiêu diệt các cái con này. Thức ăn chính của nó là sâu hại. Thế cho nên chúng ta mới gọi là thiên địch ăn sâu là vì thế. Và chính vì nó là những loài bắt mồi có ích cho nên chúng ta gọi là thiên địch. Đấy, cho nên là khi chúng ta biết nó là thiên địch thì chúng ta phải bảo vệ nó để cho nó ăn các loài sâu hại, các loài dẹp hại, thì là chúng ta không phải sử dụng thuốc hóa học nữa. Trong tự nhiên, kiến vàng tỷ lệ thuận với mùa thức ăn là các loại côn trùng. Sự tồn tại của kiến vàng tạo ra sự cân bằng sinh thái. Trong tự nhiên, kiến vàng có mặt khá phổ biến trên nhiều loại cây ăn trái. Tuy nhiên, mật số thường không cao. Ở những vườn đã phun xịt quá nhiều thuốc trừ sâu, thì hầu như kiến vàng đã bị tuyệt chủng. Điều kiện lý tưởng để cho con này nó sinh trưởng và phát triển là trong tất cả các cái vườn mà đã có kiến là chúng ta hạn chế tối đa không được phun thuốc hóa học. Nếu phun thuốc hóa học thì là nó sẽ chết, vì nó cũng là một loài côn trùng. Đấy, thì nó cũng là một loài như là những loài có hại. Đấy, thế nhưng có điều nó chỉ khác đấy là thức ăn của nó thì lại là các loài sâu hại. Thế còn các loài sâu hại thì thức ăn của nó lại là cây trồng. Đấy, cho nên là nếu chúng ta, thì nó cũng giống như những con kia, nếu chúng ta phun thuốc để diệt trừ những con sâu hại thì là chúng ta cũng diệt trừ nó luôn. Đấy, tại vì nó cũng bị chết do các loại thuốc hóa học. Chứ còn nếu chúng ta phun các loại thuốc sinh học thì nó sẽ không bị chết. Các thuốc sinh học như là các thuốc mà được chiết xuất từ thực vật này, rồi là được làm từ các cái nấm, rồi các cái vi khuẩn, rồi các cái virus có ích chẳng hạn, thì là chúng ta phun ra ngoài đồng ruộng thì nó chỉ diệt sâu hại thôi, chứ nó không diệt được những con này. Đấy, thì chúng ta phải bảo vệ nó bằng cách tối đa là chúng ta không nên sử dụng thuốc hóa học khi mà chúng ta đã muốn là áp dụng các loài thiên địch. Nó là một biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu hại. Đấy, chúng ta đã muốn áp dụng biện pháp sinh học thì chúng ta phải hạn chế tối đa các biện pháp hóa học. Bởi vì các thuốc hóa học thì là diệt cả sâu hại nhưng diệt luôn cả các loài thiên địch. Nhận thức được lợi ích từ kiến vàng đối với vườn cây ăn trái, hiện nay nhiều hộ trồng trọt đã tiến hành nhân nuôi loại kiến này trong vườn cây bằng cách tìm các tổ kiến ngoài tự nhiên để thả nuôi trong vườn nhà. Kiến hôi diệt kiến vàng nên phải diệt kiến hôi trước khi thả kiến vàng. Kiến vàng mới và kiến vàng cũ có sẵn trên cây cũng xung khắc nhau, chúng sát hại lẫn nhau. Do đó, nếu trên cây đang có sẵn kiến hôi hay kiến vàng cũ, thì phải thả kiến mới từ trên ngọn cây để kiến mới di chuyển dần từ trên ngọn xuống, xua đuổi kiến cũ bò xuống gốc. Khi thu thập tổ kiến, ta nên thu thập các tổ cùng một cây và để cùng một túi, để các tổ kiến này cùng một nhóm, để tránh kiến đánh diệt lẫn nhau. Đồng thời, sau khi thả kiến, dùng dây điện cũ giăng giữa các cây với nhau để kiến có thể di chuyển sang cây khác kiếm mồi. Ở Việt Nam chúng ta thì kiến nó tồn tại quanh năm. Đấy, cho nên là chúng ta có thể đi tìm vào mùa nào cũng được. Đấy, chứ với cái khí hậu của chúng ta nó không phải là vùng ôn đới. Đấy, cho nên là những cái con kiến vàng này là nó cũng sống được quanh năm. Đấy, cho nên là cứ bắt gặp tổ của nó là chúng ta có thể mang về được. Nhưng với điều kiện là chúng ta hạn chế tối đa việc phun thuốc hóa học. Chứ chúng ta mang về chúng ta thả mà chúng ta lại vẫn phun thuốc để diệt các loài dẹp hại hay các loài sâu hại khác thì là chúng ta lại diệt mất cả kiến của chúng ta. Có thể thấy, kiến vàng là một loài côn trùng được xếp vào loại thiên địch có ích gắn bó với nông dân. Phát triển và nuôi dưỡng kiến vàng trong vườn cây ăn trái, đặc biệt là cây có múi, là một giải pháp sinh học thông minh thay thế thuốc trừ sâu và bảo vệ môi trường, tạo dựng thói quen sản xuất lành mạnh, hợp với xu thế nông nghiệp thuận tự nhiên.